Xin chào các anh chị nhà tư. Chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Công Minh. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 thì mình sẽ lên một video để nhận định về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đồng thời thì mình cũng sẽ lên cho các anh chị về những cái kịch bản và hành động của chúng ta trong giai đoạn sắp tới. Và nội dung mà ngày hôm nay mình muốn trao đổi với các anh chị đó chính là chúng ta sẽ thảo luận về một cái thị trường VN-Index nó test đáy như thế nào. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số những cái cổ phiếu khỏe để chúng ta sẽ chuẩn bị khi mà nó có những cái nhịp rung lắc. Đó, thì đấy nó sẽ là hai cái nội dung chính mà chúng ta sẽ trao đổi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về thị trường chung trước. Về thị trường chung thì chúng ta thấy là ngày hôm nay buổi sáng của thị trường ấy, thì nó có những cái trạng thái mà nó tương đối là tích cực. Đấy, thị trường ngày hôm nay buổi sáng thì nó có những cái thời điểm mà nó kéo lên xanh đúng không ạ? Có những thời điểm mà nó test lại cái vùng 1220 ấy. Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm qua mình cũng có trao đổi với các anh chị rồi. Cái vùng 1120 và cái vùng 1235, 11 1220 và 1235 nó là những cái vùng cả trước mắt của thị trường nhá nên là chạm vào những cái vùng đấy rất dễ nó sẽ có những cái trạng thái mà nó bị bán ngược và qua đó nó sẽ có những cái phiên mà làm sao test đáy đó nên là với những cái anh chị nào mà chúng ta không mua được ở những cái phiên mà thị trường nó có những cái trạng thái mà nó hoảng loạn như cái thời điểm ngày mùng 5 tháng 8 thì các anh chị đừng có vội mua đuổi ở những cái thời điểm mà thị trường hồi phục ngày mùng 6 hay là thậm chí là ngày mùng 7 tháng 8 cả bởi vì các anh chị mua đuổi ở những phiên như vậy mà các anh chị dính phải những cái pha điều chỉnh ấy thì chúng ta sẽ rất là tâm lý ở trong những cái nhịp mà chúng ta mua sắp tới đó nên là trong cái giai đoạn này mình cũng có nhấn mạnh với các anh chị là chúng ta chỉ mua khi mà thị trường nó có những cái nhịp test đáy và điều chỉnh Nha ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường nó có một cái phiên mà nó quay trở lại nó test đáy bình thường được chưa nó quay trở lại nó nhúng lại quanh 1200 và nó cũng quanh cái vùng ma 200 để chưa đó mình thì mình không cho rằng cái vùng này nó sẽ là cái vùng mà nó không thể nào mà nó nó đâm xuống được nữa đấy mình cho rằng là rất có thể nó sẽ còn nhúng xuống được nữa để nó tạo thành một cái vùng mà nó có hai đáy đấy chứ không phải là cứ em 200 là nó bật vào đây nó sẽ tăng lên đâu đấy nên là các chị cũng phải chú ý cho mình một điều là như thế nhá nên là rất có thể là trong những phiên sau thị trường nó vẫn có những cái phiên mà nó nó quay trở lại nó test đáy nên là các anh chị phải tận dụng được những cái nhịp mà thị trường test đáy để chúng ta sẽ có được những cái trạng thái mua gom đó lý do vì sao mà chúng ta lại uh, nhận diện được thị trường này nó sẽ có những cái phiên mà nó test đáy và chúng ta sẽ chỉ mua khi mà nó điều chỉnh và chỉ mua góp khi nó điều chỉnh bởi vì chúng ta đã thấy được những cái dự kiện của thị trường cho chúng ta thấy này đây nó là một cái phiên làm sao cao trào bán đúng không ạ đó thì trong những video trước mình cũng có trao đổi với các anh chị là đối với những cái phiên mà thị trường nó có cao trào bán nhá mà ngay sau đó nó có những cái nhịp phục hồi luôn thì rất dễ nó sẽ có những cái trạng thái nó quay trở lại nó test đáy để trợ giống như là những cái phiên này hay là trong quá khứ chúng ta đã đã cùng nhau thảo luận này đúng không đây rất dễ nhận thấy này đúng không ạ đúng không đây nó là một phiên cao chào bán này nhá. Nhưng cái phiên sau nó có những cái phiên hồi phục nhá. Đây nó hồi phục khoảng 3 phiên. Nhưng mà cuối cùng ấy, nó vẫn phải quay trở lại nó test lại cho chúng ta cái đáy này nữa. Đấy chưa? Đáy sau nó sẽ cao hơn đáy trước ở trong trường hợp này. Đấy nó vẫn quay trở lại nó test đáy cơ mà. Rồi sau đó nó mới quay trở lại vào một cái nhịp hồi phục mạnh nhá. Hay là trong những cái trường hợp này cũng tương tự này. Đây, đây là những cái phiên cao chào bán nhá. Phiên sau nó là một cái phiên hồi phục luôn. Đấy nó hồi phục luôn và phiên sau nữa để chúng ta nhìn này. Đấy, nó không phải là nó đi thẳng lên một hình chữ V mà nó sẽ vẫn có những cái phiên mà nó quay trở lại nó test đáy. Nên là với những các anh chị nào ấy mà chúng ta không bắt được ở những cái phiên hoảng loạn được chưa? Thì chúng ta cũng phải đợi ở những cái phiên mà thị trường nó có những cái trạng thái test đáy, chúng ta mua nó sẽ được cái mức giá nó chiết khấu và tốt hơn thay vì chúng ta cứ đi mua đuổi ở những cái phiên mà thị trường nó hồi phục. Đấy, bởi vì nó thật với các anh chị là những cái phiên mà thị trường hồi phục ấy thì cổ phiếu nó sẽ bật tăng lên rất là nhanh nên là chúng ta sẽ không mua được giá tốt là thứ nhất này thứ hai là khi mà thị trường hồi phục ấy thì gần như tất cả cổ phiếu nó sẽ cùng hồi phục và đến lúc mà thị trường mà nó có tất cả cổ phiếu cùng hồi phục ấy thì chúng ta sẽ rất khó để nhận diện được là đâu sẽ là cổ phiếu khỏe và đâu sẽ là cổ phiếu yếu được chưa còn những cái trường hợp mà thị trường nó ở những cái thời điểm mà nó test đáy như thế này này đấy nó có những cái phiên điều chỉnh test đáy như thế này thì chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta sẽ nhận diện được là ồ cổ phiếu khỏe nó sẽ không bị điều chỉnh quá nhiều hoặc là nó vẫn giữ được cái mức giá tốt hoặc là nó sẽ không có những cái lực cung nó ép bán ra mạnh nữa được chưa đấy thì đấy là cái ưu điểm của chúng ta mua ở những cái phiên mà thị trường nó test đáy lại nhá đây chúng ta nhìn trong quá khứ này hầu như là nó đều có những phiên test đáy lại chứ ít khi mà nó làm sao kéo thẳng hình chữ V được chưa chúng ta nhìn nhá phiên cao chào bán này phiên này là một phiên hồi phục luôn đúng không ạ nếu các anh chị nào đu ở phiên hồi phục luôn thì chúng ta sẽ bị áp lực ít nhất ở trong 3 phiên sắp tới đúng không? Ở trong ba phiên tiếp thì thị trường nó bắt đầu nó lại làm sao bị đạp xuống này, rồi nó lại giữ giữ ở cái mức thấp này để trợ với thanh khoản nhỏ. Đó nên là cái anh chị nào mà bị mua mua muộn ấy, à, mua sớm ấy ở những cái thời điểm mà thị trường hồi phục, chúng ta sẽ mua phải giá cao và lúc này chúng ta không biết được là đâu là cổ phiếu khỏe nhá. Và thậm chí ba phiên sau ấy thị trường nó vẫn giữ ở cái mức giá như thế này thôi, nhưng mà cổ phiếu ấy vẫn còn rất nhiều cổ phiếu nó sẽ vẫn còn rơi tiếp. Đó, nên là chúng ta sẽ mua sớm quá chúng ta sẽ không không khó mà khó mà nhận diện được là đâu là cổ phiếu khỏe đấy nhá. nên là chúng ta sẽ có hai cái bất lợi như vậy nên là mình cũng có trao đổi với các anh chị là cứ chỉnh lúc này chúng ta mua lại nó sẽ yên tâm hơn và lúc ấy chúng ta sẽ biết được là đâu là cổ phiếu khỏe đâu là cổ phiếu yếu nhá đây ví dụ như là cái thời điểm này cũng thế này một phiên cao trả bán phiên sau là một phiên hồi phục luôn nếu như mà chúng ta nhìn vào phiên hồi phục này và chúng ta cứ mua đuổi nó ấy, đúng không ạ thì những phiên sau chúng ta sẽ rất áp lực đấy nó sẽ có những trạng thái nó test lại đáy cơ mà được chưa hay kể cả những cái phiên thời điểm này này thị trường nó cũng hồi phục này nếu mà chúng ta mua đuổi ở những cái thời điểm mà nó nó hồi phục mạnh như này thì chúng ta sẽ lại dính phải một cái nhịp tết đáy nữa được chưa đấy thì chúng ta sẽ vừa bất lợi về một cái trường hợp là chúng ta mua được giá không tốt và bất lợi thứ hai là chúng ta chưa chắc đã mua được cổ phiếu khỏe nhá cổ phiếu khỏe có thể những cái pha điều chỉnh ngắn thế này nó vẫn giữ được giá và thậm chí nó vẫn còn tăng nhưng mà cổ phiếu yếu thì không nhá nó thậm chí nó còn lại bục đáy nữa cơ đó tí nữa mình sẽ lấy ví dụ cho các anh chị xem đấy nhá hay là những trường hợp này chúng ta nhìn này đúng không ạ đấy thị trường nó hồi phục lên này vẫn có test đáy này hồi phục lên này vẫn có test đáy này đi chợ đấy hay là những cái pha này thị trường cao trả bán này phiên này là một phiên hồi phục nhá đấy phiên hồi phục xong phiên sau nó lại làm sao nó lại test đáy lại đi chợ nên là chúng ta mua sau chúng ta sẽ được cái giá nó giá giá tốt thôi nhá nên là mình đánh giá là chúng ta nhìn nhận trong những cái dữ kiện trong quá khứ ấy, thì chúng ta sẽ biết được là trong giai đoạn tới chúng ta sẽ đánh kiểu gì được chưa? Chúng ta đánh kiểu gì? Chúng ta sẽ đánh kiểu là thị trường nó điều chỉnh chúng ta mới mua nhá chứ không vì gì phải mua vội ở những cái phiên mà thị trường nó kéo xanh lên làm gì cả đó thì đấy nó sẽ là một cái điểm nhấn mà mình muốn trao đổi với các anh chị để những cái nội dung này thì chắc là mình đã nói rất nhiều về các anh chị không chỉ là ngày hôm qua ngày hôm kia đâu mà mình còn trao đổi với các anh chị từ trước này cơ đấy nên là chúng ta chú ý nhá còn với thị trường hiện tại thì kịch bản thì mình cũng cho các anh chị luôn là với những cái trạng thái mà thị trường ngày mai nó tiếp tục nó có những cái phiên mà nó đè xuống được chưa Đấy và nó nhúng xuống thì đấy nó là những cái thời điểm mà thị trường đỏ đúng không? Thị trường đỏ lửa. Lúc đấy chúng ta sẽ phân loại được là đâu là cổ phiếu khỏe, đâu là cổ phiếu yếu. Đấy, những cái cổ phiếu khỏe thì chắc chắn là những cái thời điểm mà thị trường nó điều chỉnh ấy. chưa chắc cổ phiếu khỏe nó đã chỉnh đâu và thậm chí là nó còn nó còn tăng lên cơ. Đấy nên là mình cũng phải tận dụng những cái pha mà thị trường nó điều chỉnh để chúng ta mua những cái cổ phiếu. Thứ nhất là nó vẫn còn giữ được form, thứ hai là nhìn cái cái form của nó ấy. nó sẽ là cái form mà nó nó hướng lên nhá và nó khỏe hơn thị trường. Đấy và chúng ta sẽ mua khi mà thị trường điều chỉnh nó sẽ ok nhất. Được chưa? Đấy và chúng ta sẽ phải xác định trước được cái vùng giá gom để đến lúc mà nó điều chỉnh ấy, chúng ta sẽ sẵn sàng mua chứ không phải lúc ấy chúng ta sẽ phân vân là liệu nó còn chỉnh nữa hay không, được chưa? Đấy, các anh chị mà phân vân ấy thì rất dễ là nó sẽ làm sao nhúng vắt, nó sẽ chạy lên luôn nhá. Nên là nếu mà các anh chị còn phân vân ấy, thì hãy giải ra, giải ngân theo từng phần, được chưa? Và chúng ta mỗi lần chúng ta gom ấy là không được quá 20 đến 30% NAV, nhá nó chỉ quanh quanh 20 phần trăm NAV mình nghĩ là nó sẽ là một cái tỷ trọng hợp lý trong những cái phiên mà chúng ta gom ở một cái vùng đáy được chưa đáy nó sẽ có một vùng nên là các anh chị cứ gom từ từ được chưa ví dụ nó sẽ kiểu như này này đấy nó sẽ nhúng vào đây và nó kéo lên rồi sau đó nó lại điều chỉnh vào đây sau đó nó kéo lên được chưa thì chúng ta sẽ gom dần dần ở những cái phiên mà thị trường nó đỏ được chưa và cổ phiếu nó điều chỉnh đấy đến lúc nào mà chúng ta phun ấy trước đấy đấy chúng ta sẽ phun khi mà đến lúc nó có những cái phiên bùng nổ theo đà được chưa Đấy, để xác nhận được một cái đáy này nhá thì chúng ta phải xác định được là nó sẽ cần có những cái trạng thái mà nó kéo lên rồi lại điều chỉnh đúng không? Nó sẽ uh, test lại đáy nhiều lần. Và để nó kết thúc được nó xác nhận là một cái đáy thì nó sẽ kết thúc bằng một phiên bùng nổ theo đà. thế chưa? Đấy nó sẽ có những cái phiên bùng nổ theo đà và xác nhận. Thì lúc đấy chúng ta sẽ làm sao? Lúc đấy là chúng ta đã gom được ít nhất là cũng phải 30, 50 thậm chí 70% hàng. Và đến phiên bùng nổ ấy, là chúng ta sẽ đánh full. Như vậy là chúng ta sẽ cầm được một cái vị thế rất là tốt. Được chưa? Và đặc biệt là chúng ta sẽ mua được những cổ phiếu khỏe đấy thì đấy nó sẽ là cái định hướng mà mình muốn trao đổi với các anh chị nhá đấy về mặt bằng thị trường chung còn về cổ phiếu thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau thảo luận về cổ phiếu thôi nhá mình sẽ cùng với các anh chị uh, mình sẽ chia sẻ với các anh chị khoảng chứng là năm cổ phiếu nó sẽ là những cái cổ phiếu khỏe để chúng ta chú ý bởi vì là chúng ta thấy là ngày hôm nay thị trường nó có những cái thời điểm mà nó giảm về 1202 nhưng mà những cái cổ phiếu mà mình theo dõi mình thấy được là nó vẫn có được một cái sức mạnh rất là tốt và mình đánh giá nó sẽ là những cái cổ phiếu khỏe cho nhịp tới nên là các anh chị mà có canh ấy, thì mình nghĩ là cũng nên ưu tiên nhá nên ưu tiên ờ, chẳng hạn như là ngày hôm qua chúng ta đã có trao đổi với nhau về một cổ phiếu là massa đúng không đấy thì chúng ta thấy này là, là con massa này này được chưa nó đã thể hiện được một cái sức mạnh của nó từ những thời điểm mà thị trường nó nó có những nhịp phục hồi bun chát từ trước được chưa đấy phục hồi bun chát xong này thị trường rũ tiếp này nhưng mà nó tạo một cái đáy ngang bằng nghĩa là sao nó đang khỏe hơn với thị trường so với form được chưa đấy và hiện tại này đúng không chúng ta nhìn này một cái vùng gom của nó là cái vùng gom 70 71 là ok nhá đấy và bây giờ nó đang có những cái nhịp mà nó hồi phục lên đấy chưa đấy ngày hôm nay thị trường mặc dù nó có những cái thời điểm mà nó đạp về 13 điểm 12 13 điểm nhưng mà những con như là masan này nó vẫn giữ được cái sắc xanh đấy và nó vẫn giữ được một cái nhịp tăng tốt với cái mức thanh khoản trên mức trung bình để gấp đôi so với mức trung bình thì mới đánh giá những cổ phiếu như là masan này này đấy cứ có điều chỉnh cứ có da đỏ chúng ta sẽ gom cho mình được chưa đấy nói chung là bây giờ bảo là một cái vùng gom ấy thì mình đánh giá là cái vùng gom của chúng ta sẽ phải nâng lên chứ bây giờ nó không thể nào nó là vùng 70 71 được nữa. Nó là cổ phiếu khỏe rồi thì chúng ta sẽ phải mua nó với cái mức giá mà nó đắt hơn. Đấy nó sẽ là những cái vùng ở phía bên trên này, được chưa Đấy, hoặc là thậm chí nó sẽ chỉ có loanh quanh ở đây thôi này, để chưa? Nên là các chị phải phân bổ vốn làm sao cho nó hợp lý để gom được nó ở trong những cái vùng khoảng chừng là từ 73 72 đến 74 nhỉ. Nó là một cái vùng mà chúng ta nên gom dần gom dần cho mình mình đánh giá là Masan là một trong những cổ phiếu rất là khỏe. Đấy, chúng ta nhìn đấy là nó nó thể hiện được cái sức mạnh của nó tốt hơn so với thị trường chung. Nhá. Đấy nó khỏe hơn thị trường chung này. Nên là chúng ta cứ có những cái nhịp điều chỉnh, có những cái thời điểm mà thị trường nó test đáy điều chỉnh chúng ta sẽ mua nhá. Bởi vì là đến lúc mà thị trường nó chỉ cần hồi phục nhẹ thôi, được chưa? Ví dụ nhá, thị trường nó chỉ cần hồi phục từ đây. Đấy và đến lúc mà nó có những phiên bùng nổ theo đà ấy, thì chắc chắn những cái con như là Masan nó sẽ bùng nổ trước, được chưa? đấy nó sẽ bùng nổ trước và nó sẽ nó sẽ có một cái mức tăng giá rất là tốt đồng thời thì Masan nó cũng là một trong những cổ phiếu rất là cơ bản và nó an toàn cho chúng ta nhá nên là mình cho rằng là nếu mà thị trường nó có điều chỉnh chúng ta hoàn toàn có thể gom được Masan Đấy chưa ạ à, tiếp theo đó chính là một cổ phiếu MWG đấy MWG là một cổ phiếu mà mình cũng có phân tích với các anh chị rồi đúng không là hiện tại nó đang ở những cái vùng nền như thế này này được chưa nên là cái vùng gom mà mình có đề cập với mọi người nó sẽ là cái vùng từ 61 đến 62 nó là một cái vùng mà chúng ta có thể làm sao nhặt dần nhặt dần đấy chưa tỷ trọng khoảng chừng là 10 20 đấy và những con này nó sẽ có một cái form rất là, giống FPT trong cái nhịp vừa rồi đây chúng ta nhìn này trong một cái thời điểm mà thị trường nó cũng bị rũ từ 1300 xuống 1180 thì những cái con như FPT này, này nó vẫn giữ được một cái form của nó rất là đẹp nhé nó vẫn giữ được một cái form đấy chưa và gần như là nó không có một cái mức chiết khấu nó quá mạnh so với đa số cổ phiếu trên thị trường đấy và đến lúc mà thị trường nó khó hồi phục này, này chúng ta để ý nhá cái phiên này là một cái phiên làm sao thị trường nó test lại đáy nhưng mà con fpt này nó vẫn làm sao vẫn bật tăng xanh đi chợ và có cái mức thanh khoản nó nó trên mức trung bình nghĩa là con này kể cả thị trường nó có test đáy nhưng mà những con này nó vẫn làm sao nó vẫn khỏe đúng không nên là đến lúc mà thị trường nó có một phiên mở biên ấy, thì chắc chắn những cái con này nó sẽ bùng lên trước chợ và nó bùng lên trước ấy, nó sẽ là những cái phiên xác nhận đi chợ đấy nên là những cái con như fpt này này đoạn này này đúng không ạ nó xác nhận nó bùng lên phát ấy, từ đấy nó sẽ vào một cái đà tăng rất là mạnh nên là chúng ta cũng phải chú ý cho mình con MWG nhé. Đấy, ngày hôm nay thị trường rũ nhưng mà con này nó vẫn giữ được cái sắc xanh của nó, được chưa? Đấy, cũng như là Masan đấy, đúng không? Masan ngày hôm nay thị trường nó có rũ vậy nhưng mà nó vẫn giữ được cái sắc xanh, nó vẫn tăng về cái mức thanh khoản trên mức trung bình, được chưa? Đấy, nên là ngày mai mà thị trường nó nếu mà nó điều chỉnh tiếp thì nó sẽ còn kiểu cân bằng ở quanh đây, nhưng mà nếu mà ngày mai thị trường mà nó kiểu nó bùng lên luôn mở biên như cái phiên này này, thì chợ sau một phiên test đáy nó mở biên lên luôn ấy thì ắt những cái con như Masan này nó sẽ bùng nổ lên trước. Đấy, và nó sẽ có một pha đánh lên xác nhận luôn một phiên xác nhận bùng nổ lên luôn đấy với hai cây nến thân dài và thanh khoản nó ồ ạt nào đấy chưa thì những cái phiên mà nó xuất hiện những cái phiên bùng nổ như vậy nhá những cái cổ phiếu khỏe mà nó bùng nổ như vậy các anh chị hoàn toàn có thể cược được ở những phiên bùng nổ luôn nó thật là như thế mà Mw cũng thế này nếu mà nó có một pha bùng nổ lên thì các anh chị cũng có thể cược được luôn còn các anh chị nào mà um, có có thể gom được nhá thị trường nó có điều chỉnh và các anh chị căn được ấy, thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nên gom vẫn nên gom gom trước thì lúc mà chúng ta đánh gia tăng ấy, nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều đấy chưa đấy đấy là một số những cái lưu ý và đấy là hai cổ phiếu mà mình thấy là nó đang rất là khỏe cổ phiếu thứ ba thì mình thấy là nó là BCM đấy chưa BCM ngày hôm nay chúng ta thấy là BCM có những lúc mà nó điều chỉnh nó cũng về những cái vùng 69 đấy đúng không là những cái vùng mà mình có đề cập với mọi người là chúng ta cứ kê ở những cái vùng đấy nó điều chỉnh là chúng ta sẽ làm sao đớp được hàng thôi đúng không đấy và bây giờ chúng ta để ý này, nó cũng là một cổ phiếu rất khỏe nhá, đấy nó khỏe từ cái thời điểm mà thị trường nó tạo đáy bún cháp rồi cơ, là mình đã phân tích cho các anh chị về một cái form này là nếu mà sau đó nó có rũ ấy thì ắt những con này nó sẽ bật lên rất là nhanh, đúng không ạ? Chúng ta nhìn này, đấy và nó rũ này và nó bật lên này, được chưa? Đây nó là một pha squat và mình đánh giá là nó rất hay nhá, nếu mà như con này mà nó có những phiên bùng nổ lên này, chúng ta cũng có thể đánh cược được, được chưa? nhá, BCM, đấy trong trường hợp mà thị trường nó nó mở biên luôn. Được Ví dụ sau một cái phiên điều chỉnh này và có thể là ngày mai đi và phiên sau nữa nó có những phiên bùng nổ mở biên thì mình đánh giá là những cái con như là BCM uh, BCM này, MWG này, MASA này nó sẽ mình đánh giá nó sẽ là những cái con mà nó sẽ sẽ bùng nổ để kéo thị trường mở biên phiên hôm đấy đấy. đấy nên là chúng ta chú ý cho mình nhá. Tạm thời là ba cổ phiếu như thế này. Còn gom thì mình đánh giá là cứ có giá đỏ, cứ có điều chỉnh giá tốt chúng ta sẽ gom từng phần từng phần một được chưa? Gom 10 20% được chưa? gom dần gom dần thì đến lúc chúng ta sẽ tự đầy nó sẽ tự đầy lên thôi và chúng ta sẽ có được những cái mức giá tốt được chưa có được cái mức giá tốt và nó dù nó có xấu thị trường nó có xấu nó có biến gì đấy chúng ta vẫn kịp thoát và chúng ta thoát nó vẫn an toàn đấy nó thẳng là như thế nhá chứ đến lúc mà nó bùng lên ấy, chúng ta có hàng có hàng sẵn ấy chúng ta sẽ gia tăng rất là dễ dàng đấy nên là BCM cũng là một trong những cổ phiếu mà các anh chị nên tầm ngắm khi mà nó điều chỉnh nhá đấy nó sẽ là những cái vùng gom ở đây được chưa Đấy, đây. Cổ phiếu thứ tư thì mình đánh giá là nó cũng hay, đó chính là PLX nhá, yeah, Nhưng mà PLX thì mình đánh giá là nếu mà một là nó phải bùng lên thì mới mua, chứ ở cái vùng này là nó hơi hơi trống chênh Bùng lên mới mua hoặc là nó phải có những cái mức chiết khấu về khoảng 45 46. Đấy thì mình mới mua. Nhá, yeah, PLX thì cảm giác nó sẽ 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 kiểu yếu thế hơn so với những con kia. Đấy, nhưng mà nó cũng là một trong những cổ phiếu rất khỏe. Chúng ta nhìn cả một cái đoạn mà con PLX này nó à thị trường này nó điều chỉnh từ 1300 xuống 1180 nhưng mà con PLX gần như nó tạo đáy ngang bằng luôn. Được chưa? Đấy, nó tạo đáy ngang bằng luôn. Đấy. Nên là mình thấy là nó đang là một cổ phiếu rất khỏe nhá. Và cái vùng hỗ trợ của nó này là cái vùng 45 này này là một cái vùng hỗ trợ rất là rất là khỏe đấy. đấy chưa? Rất là cứng đấy. Nó cứ về đây là là nó sẽ bật lại bật lên. Chúng ta nhìn nhá. Đây là một phiên rũ nhá. Đây là phiên rũ ngày 17 tháng 7 này, nó bắt đầu nó chạm xuống 4445 này. Phiên rũ tiếp theo là phiên ngày 23 tháng 7 này, nó cũng rũ xuống 4445 45. Phiên rũ thứ tư là ngày mùng thứ ba là ngày mùng 1 tháng 8, nó cũng rũ xuống khoảng 45. Và cái phiên rũ mạnh hơn nữa là ngày mùng 5 tháng 8, nó cũng rũ lại quanh 45. Nghĩa là sao? Cái vùng 45 này nó có cái lực đỡ rất là khỏe đối với con PLX này nhá. Nên là nếu mà nó có một cái pha nhúng về 45 nữa thì mình nghĩ là rất là ngon. Nhưng mà mình đánh giá là nó khó, khó, nên là nếu mà nó cứ có giá đỏ điều chỉnh chúng ta sẽ gom dần nhá gom dần nhưng cổ phiếu này là những cổ phiếu trụ rất là an toàn đấy là cổ phiếu thứ tư cổ phiếu thứ năm thì nó ngày hôm nay nó cũng bật lên rất là ngon rồi đúng không là con TNG đấy ngày hôm qua mình cũng có trao đổi với các anh chị rồi đấy đúng không là con PNG này này nó cũng là một trong những cổ phiếu rất, à, TNG này, là một cổ phiếu rất khỏe đúng không chúng ta nhìn này, cả một cái quãng đường mà thị trường điều chỉnh nhưng mà con này đúng không nó chỉ nhúng về quanh được khoảng 23.5 này, này là nó có một cái lực đỡ rất là tốt để nó kéo thị trường lên. Nên là nếu mà nó có một cái pha mà nhúng lại ở đây thì nó quá tốt, chúng ta sẵn sàng gom luôn. Nhưng mà nếu mà nó đánh bứt lên ấy, thì chúng ta cũng có thể đặt cược được với nó nhá. Có thể đặt cược được. Đấy còn cái anh chị nào mà kiểu thích gom ấy, là phải gom ở những cái vùng mà nó ở cái mức trung bình ở giữa này, được chưa? Đấy. Nếu mà có điều chỉnh trung bình ở những vùng giữa này chúng ta có thể gom nhá. Còn ngày mai trong trường hợp mà ngày mai ngày kia hoặc là những cái phiên mà thị trường nó có một pha gọi là gì? FTD lên ấy, bùng nổ theo đà ấy những con này mà nó có hai phiên liên tiếp mà nó bùng nổ lên thì chưa đấy và nó đánh lên hoặc chí là ngày mai nó có một phiên mà nó đánh lên để nó nó vá lại cái phiên mà nó rụt đầu ngày hôm nay thì mình nghĩ là những con này nó sẽ còn tăng lên nữa đấy chợ đánh cược với nó trong một cái khoảng thời gian ngắn cũng được đấy TNG cũng là một cổ phiếu rất khỏe đấy chưa nãy giờ là chúng ta cũng có trao đổi với nhau về khoảng năm cổ phiếu rồi đấy à, thêm một cổ nữa thì ngày hôm nay chúng ta thấy là BSR đúng không cũng khỏe đấy chứ đúng không cái mức thanh khoản nó vẫn giao dịch trên trung bình thì chợ và ngày hôm nay thị trường nó có đạp như vậy con này nó vẫn xanh. Được chưa? Và nó vẫn giữ được cho chúng ta một cái form đẹp. Đấy, suốt một cái quá trình mà nó bị đạp như vậy nhưng mà con này nó vẫn tạo đáy nâng dần. Thì mình thấy đây nó là một cổ phiếu khỏe. Được chưa? Đấy nên là các anh chị sẵn sàng gom thì mình nghĩ là uh, trong trường hợp mà thị trường nó có điều chỉnh nhá thì những về những cái mức giá này này phải sẵn sàng, được chưa? Còn trong trường hợp mà thị trường nó nó tốt quá đúng không? Nó lại có những cái phiên mà nó đánh bùng lên luôn ý. thì ắt là chúng ta phải mua những phiên bùng nổ rồi hoặc là muốn xác định gom trước thì nên gom nó ở cái vùng vùng trung bình yeah. gom nó ở cái vùng trung bình một tí thấy chưa đấy BR nói chung là mấy cổ phiếu này chắc là ngày hôm qua mình cũng có nó hết rồi nhỉ yeah. ngày hôm qua có nó hết rồi đấy nên là chúng ta mà không có cái sự chuẩn bị trước thì đến lúc mà nó chạy rồi thì nhìn lại thì nó rất là khó đúng không ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường nó có một số những cái diễn biến của cổ phiếu của bên đầu tư công Nhà, nhóm đầu tư công ngày hôm nay cũng bật tăng trần hết từ những cái vùng mà gọi là gì đáy của nó từ những cái vùng mà nó bị rơi rất là sâu rồi đúng không ngày hôm nay nó mới bật hồi lên một phiên trần thì mình đánh giá là những con này thực sự bây giờ bảo bắt đáy rất khó và đừng mình nghĩ là không nên bắt nhá không nên bắt ok nó sẽ có một nhịp hồi lên nhưng mà đến lúc nó rũ xuống như thế nào thì cũng chả biết được được chưa đấy chúng ta không đi bắt đáy những cái con mà nó rơi sâu làm gì cả mà chúng ta hãy đánh những cái cổ phiếu mà nó vẫn đang giữ được cái sức mạnh của nó, nó vẫn đang khỏe mà đánh nhé. À, hay là chúng ta thấy đấy lcg này vcg này, Đấy nhóm đầu tư công ngày hôm nay bật lên rất là mạnh. thì đấy nó sẽ là một số những cái điểm nhấn của thị trường ngày hôm nay. còn à, về cổ phiếu thì mình thấy là bên nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay nó cũng có những cái mức chiết khấu mà nó tốt. thì mình thấy là với những cái nhóm chứng khoán mà nó chiết khấu tốt thì chúng ta sẽ canh ở những thời điểm mà nó quay trở lại nó test một cái đáy hai này này chúng ta cũng có thể giải ngân và gom dần bởi vì là thị trường mà nó có hồi phục ấy thì nhóm chứng khoán nó cũng là một trong những cái nhóm mà nó rất là nhạy đi chậm nó sẽ có cái độ bật tăng lên rất là nhanh ví dụ như là BSI này nó tạo hai đáy này nó bật hồi lên một phát từ những cái vùng khoảng 40 lên 40 47 đi chậm đấy tăng 7 giá Nhà, tăng một mốc nó khoảng chừng là mười 15 phần trăm rất là nhanh đấy đây là những cái con chứng khoán nó sẽ là những con mà nó rất nhạy với thị trường nhé còn ví dụ như là BSI mà nó đã tăng mạnh như thế này rồi Thì mình sẽ ưu tiên nó điều chỉnh về những cái vùng dưới này này Thì mình mới sẵn sàng mua lại nhé Còn là chứng khoán thì bây giờ đang tầm ngắm những cổ phiếu mà nó điều chỉnh Nó chưa chạy bứt quá xa khỏi đáy Như là con BVS Đấy chưa Đây chúng ta đang nhìn nó đang có đáy một ở đây Đấy chưa Thì chúng ta sẽ xác định đáy hai nó sẽ quanh quanh ở những cái vùng này Đấy ở những cái vùng này Nói chung là nó sẽ dưới khoảng 34 Hay là CTS chúng ta cũng để ý này Đấy chưa Đấy, nó nếu mà nó có những cái vùng mà nó tạo đáy ở những vùng dưới này này thì ngon điều chỉnh với những cái vùng dưới này thì ok nhá nên là những cái con chứng khoán này chúng ta điều chỉnh chúng ta cũng có thể gom dần được cho mình nhá đấy sẽ là một số những cái điểm nhấn đấy chứng khoán này thì gọi là gì canh gom khi chỉnh và đánh ngắn thôi còn những cái cổ phiếu khỏe ở bên trên ấy, nó mới là cổ phiếu mà chúng ta trọng tâm Đấy sáu cổ phiếu đầu mà mình trao đổi với các anh chị nào là BCM này nào là PLX này nào là TNG này Masan này uh, gì nữa MWG này đúng không ạ? BSR này, Đấy chưa? Đấy thì đấy nó mới là những cổ phiếu khỏe mà chúng ta cần chú ý. À, có thêm một cổ phiếu nữa tí quên nhá, KDH. Ngày hôm nay thị trường đúng không? Chúng ta thấy là ngày hôm nay thị trường nó tiếp tục mà nó bị đè nhá. Ngày hôm nay có những lúc mà nó đè khoảng chừng là 10 13 điểm. Nhưng mà chúng ta nhìn con KDH này có bị ảnh hưởng nhiều không? Không nhá. Và chúng ta thấy là nó cũng không có một cái lực cung nào nó ép bán ra đúng không? Nghĩa là con này cái lực cung của nó gần như là nó cạn kiệt rồi. Con này giờ nó chỉ đợi những cái lực cầu và nó kéo lên thôi nhá và chỉ cần có một cái lực cầu vừa phải nó cũng có thể kéo được con này tăng chặt nên là với những cái vùng giá mà nó quanh 35 34 này này đấy nếu mà có điều chỉnh chưa? nếu mà thị trường nó điều chỉnh và những con này chỉnh theo đấy thì ắt con này nó sẽ chỉnh nhẹ hơn thôi nhá bất động sản thì mình ưu tiên con KDH này này đấy nói chung là quanh cái vùng 35 này, này chúng ta có thể gom trước được đấy chợ đấy chứ đến lúc mà nó bùng lên nó sẽ bùng lên hơi nhanh đấy nên là mình thấy là chúng ta cũng có thể gom được nhá đấy cái cụm nến đảo chiều này của nó khá là hay đấy Đấy, nên là hiện tại là mình đang uh, Nói chung cũng gói gọn khoảng chừng là 5 đến 7 cổ phiếu như vậy thôi đúng không Chứ cũng không cần phải theo dõi quá nhiều cổ phiếu đâu Được chưa Cũng không cần phải theo dõi những HHV, LCG các thứ đấy đâu Được chưa Đoạn này mình chỉ tập trung đánh những cổ phiếu kênh trên Và những cái cổ phiếu mà nó giữ được form khỏe Được chưa Nó phải là những cổ phiếu khỏe thì mình mới đánh Thì nếu, nếu mà các anh chị hiểu được cái ý tưởng của mình ấy Thì chúng ta sẽ có được cái sự chủ động hơn Đấy mình thấy là cũng có rất là nhiều anh chị kiểu mà Uh, chủ động đúng không là những cái thời điểm mà thị trường nó rung lắc chúng ta tự tự giác là đã kê rồi xong nó sẽ tự khớp đúng không ạ cho đến lúc mà nó cứ phải chúng ta nhìn lại cái thời điểm mà thị trường nó nhúng về một hai linh hai nó là một cái khoảnh khắc nó chớp nhoáng đấy chưa đấy nên là nếu mà chúng ta không có cái sự chủ động và chúng ta kê trước ấy thì làm sao mà chúng ta đợi đến lúc đấy mình này, trồi lên mình bảo là các anh chị ơi mua đi mua đi được đúng không đấy giả dụ giả dụ là như thế đó nên là chúng ta phải tranh thủ đúng không chúng ta phải tranh thủ và phải có được một cái kịch bản trước như mình cũng vậy đấy đoạn này đoạn này nói thật là mình vẫn đang rất là tuân thủ với cái kịch bản của mình đó chính là hiện tại chúng ta đang nhìn thấy được nó đang có hình thành một cái vùng đáy rồi thì chúng ta cứ những cái thời điểm điều chỉnh chúng ta sẽ gom dần gom dần thôi đấy, đến bao giờ nó có những cái phiên FTD những cái phiên bùng nổ theo đà thì nó sẽ là những cái phiên xác nhận lúc đấy chúng ta sẽ làm sao phun hàng và cứ thế ôm thôi được chưa đấy ôm và cơ cấu dần thôi cơ cấu dần sang những cái cổ phiếu khỏe hơn được chưa Đấy, nên là chúng ta uh, cứ kịch bản như vậy mà chúng ta diễn rồi chứ không phải là uh, chứ không phải là đánh theo cái kiểu cảm xúc được cả đúng không thấy ngày hôm nay nó tăng mạnh lên quá đúng không thấy buổi sáng ngày hôm nay thấy nó tăng cũng lên rất là tốt đấy mọi người lại bắt đầu hưng phấn mọi người lại bảo là ui thị trường này chưa chắc đã có chỉnh đâu đúng không lên một hai hai mươi rồi biết đâu nó lên một hai ba mươi một hai năm mươi thì sao đúng không đấy là mọi người sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tâm lý và một khi mọi người ảnh hưởng bởi tâm lý mọi người sẽ có những cái quyết định nó nó ra nó không gọi là chính xác và đúng đắn được Đấy chưa? Còn một khi mà mọi người đã có cái kịch bản ấy Và chúng ta chỉ tuân thủ theo kịch bản của chúng ta thôi Thì chúng ta sẽ đánh nó rất là hiệu quả Nói thật là như thế Đấy Thì đấy là sẽ là một số những cái điểm nhấn Mà mình muốn trao đổi với các anh chị Còn à, nếu mà các anh chị nào mà cần tham gia vào du khuyến nghị nhá, Du khuyến nghị thì mình sẽ Đề cập với các anh chị về điểm mua thôi Chúng ta sẽ đề cập với nhau về cổ phiếu khỏe này Và sau đó đề cập với các anh chị về cổ phiếu và nó có cái vùng gom sẵn cho các anh chị được chưa? Thời điểm nào ok thì mình sẽ nhắn ở trong nhóm, trong một cái group luôn. Để chúng ta sẽ có được cái sự chủ động nhá. Chúng ta thấy được mình khởi sướng thì chúng ta sẽ làm sao bắt đầu làm sao? Kê và mua, ví dụ là như thế. Đấy là đối với những anh chị nào mà không chủ động nhá. Các anh chị mà không chủ động được thì mình nghĩ là nên tham gia vào dùng khuyến nghị để chúng ta sẽ có được những cái cập nhật về cái vùng giá về những cái cổ phiếu. Còn mình biết là rất nhiều anh chị đồng hành với mình có được cái sự chủ động rất là cao. Đấy, nghĩa là Mọi người kiểu theo dõi những cái kịch bản mà mình đề ra ấy, Và có được cái sự chủ động Cũng như là không bao giờ bị cuốn theo thị trường Và không bị cuốn theo thị trường đâu Đấy và vẫn chủ động trong cái việc giao dịch Đấy nên là mình cũng trong du khuyến nghị Mình cũng sẽ trao đổi riêng là đúng không Là đây mình sẽ lên cho các chị về một danh sách đây thì chợ, Anh chị nào chủ động ấy, Thì phải biết được là cứ chỉnh Các anh chị sẽ tập trung vào những cổ phiếu này thôi Còn các anh chị nào mà bị động ấy, Thì đến lúc mà thị trường nó chỉnh thật ấy, Mình sẽ nhắn là cổ phiếu này giá này Cổ phiếu nọ giá kia để các anh chị làm sao mua được chưa thì đấy nó sẽ là cái 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 ưu đãi dành cho những các anh chị nào mà ở trong du khuyến nghị của mình còn các anh chị nào mà muốn tham gia vào dung cộng đồng để chúng ta cùng nhau thảo luận về thị trường chung trong phiên cũng như là các anh chị có thắc mắc gì về cổ phiếu thì các anh chị cũng có thể nhắn tin lên dung cộng đồng để hỏi minh cũng như là hỏi mọi người để mọi người cùng nhau trao đổi thì chúng ta cứ quét mã qr nhá đấy nên là cái giai đoạn này mình đánh giá là một cái giai đoạn quan trọng để chúng ta cần phải có được một cái sự set up lại cái vị thế của chúng ta ban đánh được chưa? Giai đoạn này mình đánh giá tương đối quan trọng này Và giai đoạn này chúng ta sẽ phải tập trung nhiều hơn Chứ nói thật đến lúc mà thị trường nó nó tốt ấy, Mà nó quay trở lại những cái vùng 1.300 ấy Lúc đấy chả có cái gì để mua cả Nó thật là như thế Đấy, các anh chị cứ Cứ đến lúc mà nó phải quay trở lại đỉnh cơ Mọi người mới bắt đầu quay trở lại hỏi mua rất là nhiều Rất là bận rộn đấy, Nhưng mà những cái lúc ở nó vùng ở dưới này này Thì chẳng mọi người lại bắt đầu lơ là Đó, thì đa phần là mọi người đều Đều thua bởi hai thứ Thứ nhất ba thứ đi thứ nhất là chúng ta không có được một cái kịch bản và phương pháp nó rõ ràng chúng ta không có được cái sự thống nhất trong quan điểm thứ hai là chúng ta có những cái điểm mua nó sai đấy và thứ ba là chúng ta có những điểm bán sai thế thôi bản chất nó chỉ có thế đấy uhm. ngày hôm nay thì mình thấy là cũng có nhiều có một vài cổ phiếu mà nó nằm sàn đấy đúng không đấy nên là mình thấy là ví dụ là chúng ta thấy là uh, những cái cổ thị trường này đúng không đấy nếu mà chúng ta mà cứ mua vội đúng không rất dễ là chúng ta sẽ phải bắt phải những cái cổ phiếu mà nó nó chưa chắc nó đã là cổ phiếu khỏe nhưng mà nó hồi lên cũng rất là mạnh mình ví dụ là tch đúng không đấy trong cái uh, những phiên trước mình cũng có đánh giá với các anh chị là Con tch này nó rất là khỏe nếu mà nó có những cái pha điều chỉnh nó tạo một cái đáy hai thì có thể là mình sẽ quay trở lại tuy nhiên ngày hôm nay nó ra một cái tin xấu như vậy đúng không thì mình cũng trao đổi luôn là thôi con này sẽ loại ra khỏi cái danh sách theo dõi đã chưa? để xem là nó phản ứng với cái tin này như thế nào rồi mới tính chưa? chứ bây giờ là nếu mà về bản chất là nó cũng đang quay trở lại test đáy hai nhưng mà nó đi kèm với một cái tin xấu như vậy thì mình đánh giá là nó sẽ nó sẽ không hề đơn giản nhá yeah. đấy nên là chúng ta thấy này con tê này bản chất nó là những con mà nó bật hồi lên cũng rất là nhanh cũng rất là khỏe đúng không đấy nếu mà các anh chị mà đu ở những cái phiên này đúng không ngày hôm nay dính một cây sàn ngày mai dính cây sàn nữa thì có phải chết không đấy nên là mình nói rồi là những cái pha mà thị trường nó tét đáy này nó lúc đấy nó sẽ phân loại cho chúng ta được đâu là cổ phiếu khỏe đâu là cổ phiếu yếu nhá yeah. cổ phiếu yếu ấy thì những cái phiên này này lực cung nó ảo ra rất là nhiều ví dụ như là NHA lực cung ảo ra rất là nhiều ví dụ như HAG ngày hôm nay còn thủng đáy đấy chưa lực cung ảo ra rất là nhiều nhưng mà những cổ phiếu khỏe như là TNG hay là 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 Masan đúng không chúng ta nhìn đấy nó có phải là những cổ phiếu mà ngày hôm nay thị trường nó có chỉnh như vậy nhưng mà những con này nó vẫn giữ được cái vẫn giữ được giá vẫn giữ được giá tăng đúng không thì ắt nó sẽ là cổ phiếu khỏe hơn rồi thì cổ phiếu khỏe hơn nó sẽ tốt hơn trong cái giai đoạn sau nhá. Yeah. đấy chúng ta chỉ cần nhìn chúng ta đã loại bỏ được đâu là cổ phiếu mà chúng ta hạn chế đánh được chưa hạn chế theo dõi để đỡ mất thời gian có đâu là sẽ cái là cái cổ phiếu mà chúng ta khoanh vùng và trọng tâm hơn đấy nên là các anh chị nào mà mình đánh giá là với giai đoạn này các anh chị nào mà phải chủ động cơ phải chủ động và hiểu phương pháp ấy, thì các anh chị sẽ giao dịch hiệu quả hơn nói thật là như thế nha nên là các anh chị mà muốn đồng hành với mình thì cứ liên hệ với mình thông qua số điện thoại để chúng ta tham gia vào dung khuyến nghị nhá Minh hiện tại đang hỗ trợ bên VPS và TCBS đồng thời thì bây giờ các anh chị nào mà đang theo dõi video ấy mà thấy những cái nội dung mà mình chia sẻ với các anh chị mà nó phù hợp và nó hay thì cũng có thể dành ra một vài giây thôi để chúng ta like like video này và bình luận những cái bình luận tích cực hay là những cái bình luận ủng hộ đúng không ạ để chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng nó giao dịch nó hiệu quả và văn minh đấy thì đấy là một cái điều mà mình mong muốn cũng như là cái việc mà mình lên video này là những cái việc mà mình muốn chia sẻ những cái quan điểm đấy để chúng ta có được thêm một cái góc nhìn được chưa nhá đó nên là uh, Các anh chị nào mà xem mà thấy hay thì cứ ủng hộ mình bằng like và uh, bình luận nha đấy nên là uh, nói thật là trong du khuyến nghị thì ngày hôm nay mình thấy là thị trường nó vẫn xanh đúng không nhiều anh chị vẫn hỏi là mua được gì không nhưng mà mình vẫn nhắn trong du khuyến nghị là đoạn này em cũng vẫn chưa chưa sẵn sàng mua đâu em chỉ mua khi mà nó có điều chỉnh thôi bởi vì đấy nó là cái kịch bản và cái hành động của em rồi nhá chị em không phá không phá ra bởi vì làm sao chúng ta quản lý hẳn một cái cộng đồng mà chúng ta lại cứ cứ vì một cái lý do nọ vì một cái lý do kia mà chúng ta gọi là gì nhỉ vì một lý do nọ vì một lý do kia để chúng ta gọi là gạt ra cái gạt qua một bên cái kịch bản cũng như là cái cái phương pháp và cái nguyên tắc của chúng ta ấy, thì rất dễ nhá chỉ cần dính một sai lầm thôi là chúng ta sẽ 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 đi luôn đúng không ạ giống như là cái thời điểm này này mà cái thời điểm mà thị trường gãy kênh ấy các anh chị có nhớ không trước đấy mình vẫn view là thị trường nó ổn nếu như mà nó không gãy kênh còn một khi gãy kênh ấy, thì mình sẽ bảo các anh chị hô hào các anh chị đúng không và mình sẽ khuyến nghị các anh chị đấy hô hào thì không đúng nhưng mà mình sẽ khuyến nghị các anh chị là sao clear danh mục còn các anh chị nào clear thì thì clear thôi đúng không còn các anh chị nào mà vẫn lì vẫn ôm thì thì chúng ta sẽ phải tự đúng không tự để xử lý trong những cái nhịp sau đấy và những cái nhịp mà thị trường nó hồi phục này thì mình cũng có trao đổi đấy là với anh chị nào mà kẹt hàng ấy thì những cái nhịp hồi là cái nhịp mà chúng ta xử lý tốt nhất để hạ tỷ trọng và nâng tiền mặt lên thì nâng tiền mặt thì đoạn sau ấy, nó có chỉnh nó có rung lắc chúng ta sẽ biết được là đâu là cổ phiếu khỏe mà chúng ta mua được chưa đấy chúng ta sẽ biết được là đâu là cổ phiếu khỏe mà chúng ta mua mà chúng ta nhồi vào thì cái đoạn hồi ấy, nó mới giúp chúng ta lên nhanh được được chưa đấy đoạn hồi này nhá mà chúng ta mua và đánh đúng cổ phiếu ấy, rất dễ nó sẽ hồi cho chúng ta từ 20 đến 30 phần trăm đúng không ạ ví dụ như là BSI này Đấy, nhìn vậy thôi nó đã hồi lên được khoảng 17% rồi đấy. Nếu mà chúng ta đánh đúng cổ phiếu. Nha, thì đấy là nội dung mà mình muốn trao đổi với các anh chị ngày hôm nay. Còn uh, ngày mai thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái dự kiện tiếp theo của thị trường để nếu mà chúng ta có được những cái uh, dự kiện mà nó hay hơn này, được chưa? Và có những cái cổ phiếu mà nó nổi bật hơn thì lúc này chúng ta sẽ cùng nhau uh, thảo luận trong những cái phiên sau nha. Ok. Bye bye các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những phiên giao dịch sau. Bye bye.